Ok, chào các bác. Thì bây giờ mình sẽ làm cái clip để mình gửi hai cái cặp trứng này. Đó. Cặp trứng này để gửi cho một bác. Trước bác cũng mua trứng của mình và thành công. Bây giờ bác đặt thêm. Hai cặp trứng này mình sẽ gửi cho các bác về Hà Nội. Bác cái số điện thoại đây là 0168 303 0826. Đó. Các bạn lấy làm cái gì, đường kim kim đường kim động một cặp trứng đó, thì đây là một khách hàng rất là quen thuộc. Theo như thường lệ thì mình sẽ phải ăn chắc là mình sẽ kiểm tra cái trứng này bằng cách soi vào đây đó. Và cái clip này mình không nói rõ cụ thể, nhưng đây là cái này là mình đã nhìn thấy mạng nhện, đã nhìn thấy phôi và đã nhìn thấy tim thai, rất là ok. Đó. Và quả trứng còn lại cũng vậy thôi, quả trứng còn lại mình cũng sẽ soi đó, soi đó. Đây thì các bác thấy là trên một cái ngẫu nhiên nhá, ngẫu nhiên hai quả trứng này nếu như các bạn tinh ý thì nó sẽ có một quả trứng tròn ngắn và một quả trứng hình bầu dục dài hình elip. Đó thì thường là quả trứng tròn là một con chim giới tính như nào, mà con chim quả trứng dài là giới tính như nào, thì các bác có thể thấy là những con chim trứng dài này thường là con chim đực. Đó, đấy là theo kinh nghiệm thực tế của mình là như vậy. Đấy, thì mình sẽ quấn cái quả trứng này vào một cái lớp giấy mềm đó, tại vì vỏ trứng chim cu nó rất là mỏng vỏ và rất là khó, rất là dễ vỡ. Đấy thì mình sẽ quấn như thế này đó, quấn như thế này. Và một trong những cái điều là các bạn đó, mình sẽ okay. Mình sẽ quấn quấn như thế này, nó rất là êm đúng không ạ. Và các bác về các bác dùng cái kéo để các bác cắt bỏ băng dính, các bác sẽ đó, đây là một cái một trái trái nữa vậy thôi. Mình sẽ quấn nó vào đó. Quấn rất là nhẹ nhàng khéo. Các bác về các bác dỡ ra rất là khéo léo nhé. Và các bác lên đặt trứng chim vào luôn trong ổ. Và lúc đặt là các bác lên khéo léo nhẹ nhàng, các bạn lên bỏ hai quả trứng cũ ra trước và các bác cho hai quả trứng này vào. Và các bạn có thể đánh dấu chống mái luôn từ những quả trứng cũng được. Các bạn dùng cái bút tẩu. Thì đây là cái thủ tục mình xếp nó vào cái vòng này. Đó, các bạn thấy là mình, nếu như các bạn làm được như này nhé, các bạn làm như này thì gần như là nó sẽ không xô xát va đập gì cả, rất là êm êm. Các bạn êm vì trong trường hợp nó có va đập, nó có rơi thì những cái này nó là cái vật cứng rồi, nó sẽ là tạo thành một cái êm, không có cái vật gì là có thể là vỡ được quả trứng. Đó. Nếu như các bạn có thể là cho một cái hộp cứng, hộp giấy nữa, thì các bạn thấy nó là rất là ok. Thì mỗi một cái đơn hàng của mình thì bao giờ mình có những cái con dấu này, các bạn thấy là nó bây giờ là mình đè lên chữ thì thể hiện nó là như vậy. Còn thực tế là nếu như bạn muốn nhìn thấy cái chữ nghĩa đầy đủ thì các bạn có thể mình xin giới thiệu luôn, đăng tải luôn, nó
Đây là cái thương hiệu của mình. Thì báo cáo các bác là mình sẽ gửi cho các bác đúng chứng là cam kết là trứng có phôi và trứng đảm bảo chất lượng và quá trình nở con phải thành công. Đấy, thì hy vọng là cái clip này mình muốn chia sẻ với các bác là quá trình nhận trứng và đặt trứng, rồi cả quá trình là gỡ trứng ra làm sao cho nó khỏi vỡ. Và cách chuyển của mình nó rất đơn giản, có thể chuyển qua xe khách, xe ôm hoặc là qua bưu điện, bưu điện họ cũng nhận cái này. Đó. Thì cuối video xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ.